Rồi, xin chào quý anh chị các bạn, trở lại với chân ông xe hơi. Em phải cập nhật lại cái giá bán khuyến mại của dòng Mitsubishi Xpander vào tháng này, tháng 5 2022. So với khoảng nửa năm trước thì thật sự giá khác rất là nhiều rồi. Rất nhiều anh chị hỏi thì hiện nay thì Xpander chúng ta vẫn bán đâu đó vào khoảng tầm 5 bản nhé. Nhưng mà cái hỗ trợ giảm giá mà tương đương với 100% phí trước bạ thì chỉ áp dụng trên xe số sàn và là xe đết cũ từ năm sản xuất từ năm ngoái rồi nhá. Đó, còn với những cái bản Xpander bây giờ ấy, thì để giảm giá thì chúng ta chỉ còn khoảng Xpander Cross và Xpander bản thường thôi. Với phiên bản Xpander Cross 670 triệu thì bên em đang hỗ trợ là 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 33 triệu đồng. Mức giá bán đến tay khách hàng sẽ dao động khoảng tầm 630 triệu và tặng kèm thêm một gói phụ kiện theo xe nhé. Phiên bản Xpander Cross bản đặc biệt hay là bản kỷ niệm ấy, 607 với phiên bản Xcross thì bọn em đang gọi tặng có gói tặng kèm phụ kiện 20 triệu. Xpander thường bản đặc biệt, tức là Xpander số tự động mà phiên bản kỷ niệm bản đặc biệt ấy, thì hiện nay cũng không có giảm giá về tiền mặt nhé. Nếu như là bản thường 630 thì chúng ta có hai bản là bản kỷ niệm dán đề can này, K360 thì không có khuyến mại, và bản thường 630 số tự động bình thường ấy, thì đang được giảm vào khoảng 30 triệu và tặng kèm một gói phụ kiện theo xe. Đó, tức là chúng ta mua một bộ đề can và bản K360 thì sẽ đắt hơn đâu đó vào khoảng gần 40 triệu. Anh chị có thể cân đối cái mức giá bán này. Còn hiện nay thì hai phiên bản bán chạy nhất là Xpander thường thì giá bán dao động vào khoảng tầm 585 triệu. Còn Xpander Cross mà bản thường thì sẽ bán dao động vào khoảng tầm 620 triệu nhé. Còn lăn bánh thì các bác cộng duyên vào khoảng tầm 60-70 triệu nữa, vì Xpander vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đó, cụ thể thì nó hơi nhiều bản và cái tên gọi nó cũng khá là khó phân biệt, nên anh chị cân nhắc giúp em, mình có thể liên hệ trước để bên em tư vấn về màu xe. Vì hiện nay thì do tình hình thiếu chip nên là cái lượng xe nó cũng không sẵn và không có quá nhiều. Em cập nhật lại giá bán thôi, vì cũng lâu rồi không cập nhật nên nhiều anh chị có nhu cầu gọi mua thì vẫn bị nhầm với giá thời điểm trước. Mong chị thông cảm giúp em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.